Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của DigiOne. Tiếp tục series giới thiệu và trải nghiệm các dòng sản phẩm camera an ninh, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm camera wifi trong nhà đến từ thương hiệu Tabo của TP-Link. Và chiếc camera này có tên là C210. Thì cùng theo dõi video để xem chiếc camera này có gì đặc biệt nhé. Điều nổi bật đầu tiên trên chiếc camera này đó là khả năng xoay ngang 355 độ và xoay dọc là 90 độ, giúp camera có thể dễ dàng quan sát được toàn cảnh xung quanh. Bên cạnh đó thì camera C210 được trang bị ống kính là 3 megapixel, giúp camera có thể quan sát với chất lượng hình ảnh có độ sắc nét cao. Trong điều kiện thiếu ánh sáng vào ban đêm thì camera sẽ kích hoạt đèn hồng ngoại với tầm nhìn xa là 9m, giúp camera có thể quan sát một cách chi tiết và rõ nét ở hình ảnh đen trắng. Điều nổi bật tiếp theo trên chiếc camera này đó là tính năng phát hiện chuyển động thông minh. Khi phát hiện chuyển động trong khung hình thì ngay lập tức camera sẽ gửi thông báo về trên điện thoại của chúng ta, đồng thời sẽ kích hoạt còi báo động cũng như là đèn chiếu sáng để cảnh báo và đe dọa đến đối tượng xâm nhập. Bên cạnh đó thì trên chiếc camera C210 còn có tính năng tự động xoay ống kính để theo dõi đối tượng, giúp chúng ta có thể dễ dàng quan sát được cái hành vi của đối tượng trong khung hình, từ đó đưa ra những cái phương án xử lý kịp thời để đảm bảo được cái an toàn cho gia đình và tài sản của chúng ta. Ngoài ra thì trên camera này còn có thể phát hiện được âm thanh tiếng khóc của trẻ em, giúp chúng ta có thể phát hiện từ xa và nhắc nhở người thân đang chăm sóc con nhỏ ở nhà thông qua mic và loa thoại được tích hợp trên thiết bị camera này. Trên thiết bị camera C210 cho phép chúng ta chia sẻ thiết bị cho người thân để cùng nhau quan sát và chia sẻ những cái khoảnh khắc hàng ngày với nhau. Trong những trường hợp mà chúng ta không muốn camera quan sát hay là ghi hình lại thì chúng ta có thể bật chế độ riêng tư trên chiếc camera này lên. Thì ngay lúc này camera sẽ dừng ghi hình và âm thanh cho đến khi chúng ta mở lại chế độ bình thường. Chúng ta có thể dễ dàng lưu trữ dữ liệu trên chiếc camera này bằng thẻ nhớ hỗ trợ thẻ lên tới là 256GB, hoặc chúng ta có thể lưu trữ bằng đám mây có tính phí của Tabo. Thì trên đám mây thì chúng ta sẽ được đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu. Những phụ kiện đi kèm sản phẩm camera Tabo C210 này bao gồm: thứ nhất đó là set hướng dẫn hỗ trợ lên tới là 37 ngôn ngữ khác nhau, và trong đó là có cả tiếng Việt. Một bộ cấp nguồn cho camera có thông số là 9V 0.6A, công suất tối đa hoạt động của camera là 5.4W. Một đế treo camera lên tường, cùng với đó sẽ là một bộ ốc vít để cố định cái đế này lên tường. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một tấm mẫu khoan cho đế camera. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm camera này chính hãng và được hỗ trợ lắp đặt tại nhà thì các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng của DigiOne, đặt hàng tại website digione.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến tổng đài mua hàng miễn phí 1800 0047. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chiếc camera Tabo C210 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.